Bây giờ chúng tôi lại hân hạnh giới thiệu tới quý vị một trong những người bảo trợ chính của chương trình hôm nay. Đó là Teletron, một cái công ty mà cung cấp tất cả những cái sản phẩm gia dụng mà cần thiết trong mỗi gia đình. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là chất lượng rất là cao. Xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón Giám đốc Thương mại của Teletron, ông Nguyễn Bá Thành. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Lan. Xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thật là hân hạnh cho cá nhân tôi ngày hôm nay đại diện cho hệ thống Teletron để cùng quý khán thính giả có mặt ngày hôm nay cũng như tất cả các fan, các hâm mộ của Trung tâm Thúy Nga trên toàn thế giới để cùng chung vui trong chương trình kỷ niệm hành trình 35 năm Paris by Night. Và chúng tôi cũng tin rằng trong nhiều năm sắp tới, Trung tâm Thúy Nga sẽ còn tiếp tục mang lại cho chúng ta, cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên thế giới những tác phẩm nghệ thuật, văn hóa, âm nhạc có giá trị, không những làm phong phú hơn cho đời sống của chúng ta mà còn góp phần vào trong cái công cuộc bảo tồn tiếng Việt và văn hóa Việt, và không những thế còn làm thăng hoa bản sắc dân tộc, tính nhân bản trong cái văn hóa Việt Nam của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa chúc mừng Trung tâm Thúy Nga. Em ơi, hôm nay Paris by Night kỷ niệm 35 năm, công ty của em hình như cũng kỷ niệm 10 năm đúng không em? Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, kính thưa quý vị, năm 2018 đánh dấu 10 năm thành lập hệ thống Teletron. Tuy chặng đường của Teletron chúng tôi cũng bằng có chưa được 1/3 của đoạn đường của Trung tâm Thúy Nga, nhưng nhờ vào cái sự ủng hộ tin yêu của tất cả quý vị đối với những sản phẩm mà Teletron đã mang đến cho quý vị, cho nên chúng tôi cũng được có cái may mắn phát triển được 14 chi nhánh khắp nơi trên toàn nước Mỹ, từ miền Nam California, Orange County đến Los Angeles, Bắc Cali, San Jose, qua đến Atlanta, Houston, Dallas, Washington DC, Chicago và Seattle. Và một điều vui mừng nữa là vào ngày 22 tháng 6, chi nhánh thứ 15 của Teletron cũng sẽ được đại khai trương tại thành phố Orlando, ngay trong cái chợ Phước Lộc Thọ tại Orlando. Thì đây cũng là một điểm rất là vui, và chúng tôi xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga cũng đã cho chúng tôi có cơ hội được giới thiệu đến quý vị những cái sinh hoạt, những cái hoạt động của Teletron để chúng tôi có được một cái kết quả rất là tốt đẹp. Xin kính mời tất cả quý vị sẽ cùng chung vui với Trung tâm Thúy Nga và công ty Teletron trong kỷ niệm 10 năm bằng cách mời quý vị đến thăm những cái chi nhánh của Teletron ở địa phương để chúng tôi có cơ hội tặng đến cho quý vị những cái tấm vé số miễn phí để quý vị có cơ hội trúng thưởng một chiếc xe Lexus SUV đời 2018 và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa, mà tổng trị giá giải thưởng lên đến 100.000 đô la, sẽ được sổ số trong tháng 9 sắp tới đây. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc mừng đến công ty Trung tâm Thúy Nga. Cảm ơn em rất nhiều.